Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động 15 tháng 4 1974, 15 tháng 4 2019. Sáng ngày 23 tháng 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã khai mạc hội chạy Tuổi trẻ lực lượng cảnh sát cơ động phát huy truyền thống xung kích lập công vì an ninh Tổ quốc. Hội trại là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên về lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát cơ động trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cảm xúc ở đây rất là vui. Từ miền Nam ra ngoài Hà Nội thì chung anh em giao lưu học hỏi với các trại sinh đây, với các đoàn đây cũng nói chung rất vui và cảm thấy rất là phấn khởi. Và cũng đem đến chủ yếu là các đặc sản của miền Nam thì có trưng bày trong hội trại và cái sa bàn về cái trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam Hồ Chí Minh. Thì cũng mong là thời gian sắp tới cũng có nhiều cái hội trại như vậy để các đơn vị là có thể là giao lưu học hỏi lẫn nhau để tạo sự đoàn kết trong toàn bộ tư lệnh. Cảm xúc của tôi thì hiện tại tôi rất là vui mừng, hạnh phúc, hào hứng khi được tham gia một chương trình lớn như thế này của Bộ Tư lệnh tổ chức. Đến với hội trại hôm nay thì trung đoàn E30 chúng tôi đang đến chương trình các mô hình của Bộ Ngoại giao cũng như là các mô hình của các mục tiêu chúng tôi bảo vệ. Đây là sân chơi bổ ích để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi trong công tác học tập, huấn luyện, chiến đấu, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ thi đua lập thành tích xuất sắc trong đợt sinh hoạt chính trị chào mừng 45 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.